anh thang hàng là bút viết theo tay nhịp nhàng. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học phi tính biết canh nhân chia, chẳng đánh mắng những bé em thơ. Điều hay ấy chính cô dạy em mơ mãi chẳng mến yêu. Học cách tính em quen dần dần, đọc kép chữ xinh xinh thành vần. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học những cuốn sách quê thân thương, thành những thiếu nhi rất chăm ngoan. Điều hay ấy chính cô dạy em mơ mãi chẳng mến yêu. Nhìn thế giới quanh em hiền hòa, giọt nước mắt mưa rơi thêm nhà. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Đoàn kết tốt gắn bó kiêu sơn, từ tâm bé đã biến yêu thương. Điều hay ấy chính cô dạy em mơ mãi chẳng mến yêu. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy.